học thêm cái vấn đề nữa rồi 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 nghỉ. À, vấn đề thứ ba, tìm điểm trên E thỏa mãn điều kiện cho trước là tìm gì? Một điểm bất kỳ thuộc E nha, cực kỳ dễ. Rồi. À, còn những cái thứ khác thì khi nào tới bài tập thì thầy quốc cho, thầy chỉ cho. Còn giờ thì mình cứ coi cái dạng bài tập đó đi, ứng dụng những cái mình đã học vào thôi, rất là dễ. À, elip vấn đề 2, elip vấn đề 2. Control N. Rồi elip vấn đề 3, à, cho elip E và đường thẳng D vuông góc với trục lớn tại tiêu điểm bên phải F với E tại hai điểm mà N, nghĩa là sao? Không hiểu gì hết. Cho elip E này nha, elip E là như thế này. À. À, 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 à. Rồi đường thẳng D vuông góc trục lớn tại tiêu điểm bên phải F2. À, hiểu không, hiểu không? F1 nè, bên trái nè, bên phải là F2 nè, vuông góc với trục lớn đường thẳng D nè, vuông góc với trục lớn. À, vuông góc trục lớn là trục nào? À, thằng này là trục nhỏ nè, thằng này trục lớn nè, được chưa? Vuông góc trục lớn tại tiêu điểm bên phải là F2 nè, đó, cắt đây nè, à, đây là đường thẳng D nè, được chưa? À, vuông góc với trục lớn nè. À, tại cái gì? Tại tiêu điểm F2 đúng không? Cắt E tại hai điểm MN, đây em này là M, em này là N, được chưa? MN. Cắt E tại hai điểm. Tìm tọa độ điểm M và điểm N, tính F1 F2, tính F1, M F1 M F2 và tính MN, tức là ở đây mình sẽ chắc chắn mình phải tìm rồi nha. Bây giờ làm sao đây? Câu A, elip chính lần x bình, nó không phải chuẩn elip, cho nên để làm một bài toán elip thì phải đưa nó về chuẩn elip. Là nhiêu? Tương đương chia cho 225 ra là x bình chia cho 25 cộng y bình chia 9 bằng 1. Đây là một cái phương trình elip chuẩn chính tắc. Sau đó chúng ta tìm AB để làm chi vậy? Để tìm gì? Tìm thằng C, được chưa? Tìm thằng C mình mới suy ra phương trình đường thẳng D. Sau khi có phương trình thẳng D mình làm gì? Lập phương trình giao điểm của đường thẳng D với gì? Với elip này. Thì từ đó mình sẽ suy ra được hai điểm MN. Cho nên á, cái đường đi của chúng ta là vừa vô chúng ta phải viết được phương trình thẳng D. Đường thẳng D có dạng là x bằng mấy? X bằng C chứ không phải trừ C nha. X bằng C là x bằng cái đoạn này nè. Tất cả những điểm nằm trên đường thẳng này vuông góc với OX thì luôn luôn có có gì? Có hoành độ là C và tung độ của nó là xác định đi từ âm vô cực dương vô cực nha. Vừa vô tìm D sau đó lập phương trình giao điểm với elip. À, với elip sau đó chúng ta sẽ tìm được. Được không? Dạng toán này rất dễ, thầy sẽ làm cho mấy em coi câu A thôi. À, mình qua cái dạng bài tập thứ hai nó mới khó hơn chút xíu. Rồi, vừa vô có cái này. À, thầy mới suy ra C bằng C bình bằng A bình trừ B bình. A bình là 25 luôn, trừ B bình là -9. -9 ra là 16. Từ đây suy ra C bằng 4 chứ không có trừ 4 nha. C bằng 4 chứ không có cộng trừ 4 nha. Rồi C bằng 4. Sau khi có C bằng 4 thì tìm gì? Suy ra phương trình thẳng D nó có dạng là gì? X bằng 4. Sau đó chúng ta lập hệ phương trình giao điểm. Lập hệ phương trình giao điểm của đường thẳng D và elip E. Được không? Lập cái hệ đó ta có gì? À, ta có 9 lần x bình đi cộng 25 lần y bình bằng 225. Này là vẫn là phương trình elip thôi. Và x bằng 4. À, x bằng 4. Từ đây chúng ta tương đương gì? X bằng 4. Rồi, thế số vô thôi, 4 bình phương ra là 16, 9 nhân 16. 9 nhân 4 bình cộng 25 lần y bình bằng 225. Y bằng mấy? Y bằng mấy? Nhanh lên. Y bằng cộng trừ. Nhiêu? Cũng lâu vậy. Chín phần năm. Rồi thử coi. 9 nhân 4 bình phương cộng 25 x bình trừ 225 xíp son. À, bằng 1
1,8 lấy ít ra nhiêu, 9/5, đúng rồi, cộng trừ 9/5 nha, cộng trừ 9/5 đó, từ đây suy ra tọa độ điểm M là gì, 9/5, ủa lộn, 4, ít là 4, y là 9/5, và điểm N có tọa độ là 4 chấm phết trừ 9/5 là xong, 2 điểm, được chưa? Sau khi có MN tính M F1 được không? F1 có tọa độ là gì? C đâu rồi? C là mấy? C là 4. À, F1 có tọa độ là gì? Trừ 4 không? Tính M F1 được nha. Rồi, cái này thì khỏi nói. À. Qua bài số 2, được không? Rất là dễ, M F1 và M2 cũng như là MN, cực kỳ dễ. Cách làm của cái dạng bài số 1 rất là dễ vậy. À, bây giờ chúng ta sẽ coi cái dạng thứ hai nó hỏi mình cái gì đây. Cho clip 2 và những điểm M thuộc E sao cho M F1 bằng M F2. Đó 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 đó. A. Tìm điểm M thuộc E sao cho M F1 bằng M F2. M F1 bằng M F2 nè, vừa vô thầy làm như thế này nè. M F1 bằng M F2. M M F1 thì bằng cái gì? Hả? Bằng A. A trừ đúng không? F1 là âm. A trừ C nhân cho x của M chia cho A bằng A trừ cho C nhân cho x của M. Ủa, A cộng C chứ. F2 là C dương đúng không? Nhớ nhớ công thức này không? Hả? A trừ cho gì? Trừ cho C nhân x của M chia cho A. Nhớ công thức này không? Nhớ không? Không nhớ thì mở sách lại coi. À, thì đây thì suy ra cả hai vế đều có A này, thì chém bỏ A nè. Thằng này mẫu có A nè, chém bỏ luôn thằng mẫu nè. Tử có C nè, thì chém bỏ luôn C nè. Tương đương x của M bằng mấy? Ủa, thầy chém gì đúng không? Thầy chém gì có sai không? Hả? Thầy chém gì có sai không? Không, x M bằng 0. Được không? Suy ra x của M bằng 0. Tại sao vậy? Bên dưới này là trừ của xm, dưới bên kia là xm, chuyển giấy qua được 2 lần xm bằng 0, tương đương xm bằng 0. Mà xm bằng 0 sẽ là im bằng mấy? Xm là 0 nè. Im bằng mấy? Này là 0. 25 chia ra nhiêu? Ra 25 đúng không? Ra 9 chứ. 25, 225 chia 25 ra 9. Y bình bằng 9, tương đương y bình m bằng 9, tương đương y của m bằng cộng trừ 3. Suy ra có 2 điểm, được chưa? 0, 3 và 0 với trừ 3. 2 điểm này là 2 điểm gì vậy? 2 điểm cực của nó đó. 2 điểm nằm ở ở trên với dưới này nè. Phải không? Tại vị trí gì? X là 0 là đây, ngay chỗ góc tọa độ là cái trục trục bé thôi. 2 điểm này gọi là 2 điểm gì? Thầy quên rồi. 4 điểm này gọi là 4 điểm gì? Hả? M F2 bằng 3 lần M F1. 4 điểm gì chứ? Không có nhớ hết hả? M F2 bằng 3 lần M F1. M F2 á là A. À, M F2 bằng 3 lần M F1. Thì mình vẫn thế công thức hồi nãy thôi. M F2 bằng gì? A F2 á là ở phía bên phải nha. F1 nè. F2 là cộng nha. À, luôn luôn là như vậy, F2 là cộng, cho nên chỗ này là cộng C nhân cho x của M chia cho mấy? Chia cho A bằng 3 lần của M1. M1 là A trừ cho C nhân cho x của M chia cho A. Đó, từ đó mình sẽ tính được x của M. À, thì chỗ này á thầy sẽ quy đồng mẫu thức phía này ra là A bình cộng cho C nhân cho x của M bằng 3 lần, thằng này cũng quy đồng ra là gì? A bình trừ C nhân x của M, và hai bên đều có A bình mẫu hết, bỏ được không? AB luôn luôn khác không nhé. AB bằng 0 thì làm gì có x bình chia cho A đúng không? Điều kiện ở dưới mẫu là A phải khác không, A không thể nào bằng 0, và luôn luôn A phải như thế nào? Là số dương, cho nên ta mới có là điều kiện A lớn 0, B lớn 0. Mà A lớn 0, B lớn 0 thì C nó như thế nào? Cửa nào mà nó bé hơn 0 được, cho nên cả A này đều là dương, không có nào bằng 0 nổi hết nha, không có nào có thể bằng 0 được hết. À, thì lúc này thì thầy phân phối vô thì rút ra gọn lại. A bình cộng cho C lần x của M bằng 3 lần A bình trừ 3 C lần x của M. Lúc này thì tương đương là gì? A bình thì dục ở dưới bên kia đi.
bằng gì? 2 a bình 2 này dục qua dưới đây. 4c nhân x của m. Thì để tính ra x của m thì phải có gì? 2 lần a bình chia cho 4c bằng gì? Phải có a với c đúng không? À, ac thì mình lấy cái phương trình ra mình làm. Cho nên đó, dạng này dễ, cũng như là cái dạng mà f1 bằng 4 lần m bằng 2 cũng rất dễ, mấy em tự làm được không? Rút gọn lại nha. Không cần phải làm tiếp được không? Rồi, tự làm, tìm cho lớp E tìm điểm M, nhìn hai tiêu điểm với một góc vuông. Đây là một bài toán hay. Bài toán rất là hay. Bài toán cực kỳ hay luôn chứ không phải rất là hay nữa. À, tìm những điểm M thuộc E, nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông. Nhìn hai tiêu điểm là nhìn gì vậy? Nhìn F1 với F2 dưới một góc vuông. Thì cái quy tắc làm bài này á, là chúng ta sẽ ứng dụng cái vector. Tại vì hai này á, tại vì điểm M này nó nhìn thằng này dưới một góc vuông, cho nên đây là có rất là nhiều điểm M. À, nhưng mà nhìn với một góc vuông á thì chỉ có hai cái M thôi, là M này, bốn cái chứ. Bốn cái ha. Ha, à, bốn cái. Được không? Chúng ta sẽ tìm ra bốn điểm M này. Nha. À, bốn điểm, bốn cái M, chắc chắn có bốn cái M. À, dạ, quên để lại cái hình chứ sao bỏ. Rồi, bốn cái M. Dạ, chết cha rồi. Đây, hình đây. Hình đây, M, F1 và M, F2. Thì cái quy tắc làm bài toán này á, là chúng ta sẽ sử dụng vector. Thầy nói tới vector mà có chữ vuông góc thì chúng ta sẽ xài gì vậy? Hả? Xài gì? À, xài tích vô hướng bằng 0. Chắc chắn phải xài tích vô hướng rồi. M, F1, M, F2 bằng bằng 0 chứ không phải bằng vector 0 nha. Tích vô hướng thì nó phải ra một số bằng 0. Đó. Thì vấn đề kế tiếp á, là chúng ta phải tìm M, F1. Tìm M, F2. Mà muốn có M, F1 á, thì chúng ta gọi M có tọa độ à, là gì? Thì gọi nó tọa độ là AB đi nha. A chấm phẩy B đi. À, ô lộn, AB thì nó trùng với cái elip rồi. Gọi XY đi. Ờ. À. Đó, gọi XY. Nghe ca sĩ hát hay quá. Rồi, X, M có độ XM, IM. À, kế tiếp á, là F1, F2 nha. F1 á, thì là trừ C chấm vết 0. F2, để tìm tích vô hướng mà. Đúng không? Tích vô hướng là luôn luôn. Là phải tìm tọa độ trước rồi mới tìm được những cái tọa độ vector này. Đó, cho nên mới tìm nè, gọi M, X, M, IM nè. À, tiếp tục nha. Rồi, F1, F2, bây giờ thiếu gì? Ở đây thì chúng ta chỉ thiếu một cái duy nhất thôi. Đó là C. À, thì mình lấy C của con A đi nha. C của A hồi nãy nè. À, C này là nhiêu? Nhớ không? À, C là 4. Nhớ chưa? C là 4. À, thì chỗ này là chúng ta sẽ có MF1 tương đương với gì? À, suy ra tọa độ MF1 đi. À, F1 là trừ C trừ XM là trừ 4 trừ cho XM chấm phết trừ cho IM đúng không? 0 trừ IM tiếp tục M, F2 tọa độ vector M, F2 có tọa độ là C trừ XM là 4 trừ XM chấm phết trừ IM luôn, lấy 0 trừ cho IM là hai cái tích vô hướng của nó, suy ra tích vô hướng của M, F1 nhân M, F2 bằng 0 tương đương gì? M1 là 2 này nhân lợi trừ 4 trừ XM nhân 4 trừ XM à. Cộng cho trừ IM nhân trừ Y của M. Có cái quy tắc của nó rồi, ra không được không? Này nhân này cộng này nhân này nha. Mà này là gì? Hằng đẳng thức là gì? Đẳng thức gì? A bình trừ B bình đâu? Phải à, nếu muốn 16 trừ xm bình á là phải là 4 trừ xm vậy gì 4 cộng xm mới đúng trừ của đại dấu trừ này ra đó là gì trừ của 4 cộng xm đúng không trừ của 4 cộng xm nè đại dấu trừ ra ngoài có hình dung được không trừ mở ngoặc 4 cộng xm nhân cho gì 4 trừ xm A cộng B nhân A trừ B nè, hằng thức nè. Đó là 16 trừ XM bình
cộng cho hai này nhân lại ra là y m bình, phân phối vô ra là x m bình gì, đúng không, trừ 16 cộng y m bình bằng 0, kết hợp với cái phương trình gì, 9 lần x m bình gì cộng 25. Ủa chỗ này là 25 chứ đúng không? Ờ đúng rồi, cộng cho 25 y m bình bằng 225. Y m nhé, tại vì m nằm trên elip này nữa, nhớ với thầy cái này. À, ở đây á, chúng ta sau khi giải cái kiểu á mà tích vô hướng của nó ra không rồi đó nha. Giải kiểu tích vô hướng ra không á. Giải kiểu tích vô hướng ra không á, em chỉ được một phương trình mà hai ẩn, em không thể nào giải được cái phương trình này. Cho nên em cần phải có phương trình thứ hai, là em phải lấy cái phương trình điểm m thuộc cái elip này, gom hai này lại là em được hai phương trình, lúc này tương đương cho thầy x m bình bằng y m bình bằng, đây là một cái phương trình bậc nhất thôi, mình gọi x m bình y m bình là một số nào đó, bấm bấm máy cho thầy coi thử coi. À, còn không mấy em có thể thế số vô. X bình là 25 phần 16, y bình là nhiêu, 6, 25 phần 16 trừ 3 gì, 369 phần 16. Rồi có x bình có y bình rồi, được không, có x bình có y bình rồi. À, thì mình sẽ giải cái này như thế này, chắc chắn ra 4 điểm, em khỏi lo đi, thầy sẽ giải cho coi ra 4 điểm. Ủa y bình âm là em tính sai rồi, 1 1, 1 bằng 1 bằng 16 bằng 9 bằng 25 bằng 225 bằng đây 175 phần 16, đúng rồi đó. À, bấm như thế nào, và 81 phần 16. Rồi có x bình có y bình, từ cái thằng x bình đó, từ thằng y bình đó thì chúng ta sẽ tương đương, hoặc là x bằng y bằng ha. À, thằng này nè, hoặc là x bằng 175 đúng không, chà 175 câu bộ khó khăn này nha, 175 phần 16. À, rút căn ra, ra 5 căn 7 phần 4, rồi thằng này là 5 căn 7 phần 4, thằng dưới là trừ 5 căn 7 phần 4, thằng này là 9 phần 4 và này trừ 9 phần 4, được chưa. À, như vậy là chúng ta sẽ có như thế này, này hoặc nè, này với kết hợp với này nè, này kết hợp với này là hai cái nè, đúng không. À, tọa độ 5 căn 7 phần 4 với 9 phần 4, 5 căn 7 phần 4 với trừ 9 phần 4 thì rất là dễ đúng không. À, 5 căn 7 phần 4 là ở đây vậy, gì trừ 5 căn 7 phần 4 là ở đây. À, rõ ràng cắt đây, tại vì y dương y âm đối xứng đúng không, cắt tại hai điểm này, tương tự này cũng vậy. À, trừ 5 căn 7 phần 4 cũng cắt tại đó, thấy không, hai này luôn luôn giống nhau nè. À, 9 phần 4. À, hiểu không, chúng ta sẽ kết luận là có 4 điểm, được không. Đó, cách làm bài này là như vậy nha. Thầy chỉ lưu ý với em một chỗ á, là nhìn hai tiêu điểm với một góc vuông thôi thì mình làm cái kiểu đó. Bây giờ nhìn hai tiêu điểm dưới một góc không vuông, một góc không vuông thì mình làm sao hả? Một góc không vuông, định lý hàm số cosin hả? Định lý hàm số cosin thì thế vô đây nó dài quá, phải không Dung, phải Dung không hả? Hàm số cosin thì không nổi đâu. À, vẫn là có 4 điểm thôi. À, 60 độ, 60 độ là như thế này, m đây. À, 4 điểm, m f1 m f2. À, làm gì? Vẫn xài vector thôi, vector m f1 và vector m f2 hợp với nhau một góc 60 độ, nhưng mà chỗ này thì chúng ta phải xài một cái, chà. Đúng rồi. Lấy hàm số cosin chứ gì nữa. Xài tích vô hướng. À, nhưng mà lý hàm số cosin thì nó dài hơn, hay là nó cũng vậy ta. Mấy em sẽ lấy tích vô hướng của mf1 như mf2 bằng gì, bằng cạnh mf1 nhân cạnh mf2 nhân cho
cos của MF1 và gì? MF2. Mà cos của hai này là mấy? 60 độ. À, thì để giải cái phương trình này nè, thì em sẽ thế tích vô hướng của nó, thế vô. Rồi thế tiếp nữa nha. Thế MF1, thế MF2. Rồi 60 độ, phải bay bài cuối không? Bài cuối đúng không? Rồi bài cuối thì giải. À, bây giờ chúng ta sẽ làm theo định lý hàm số cosin giống như bạn Dung nói. Đây, đây là cái định lý hàm số cosin nè. Vậy có cách khác nữa hả? Cách nào hay hơn? Không có cách khác hả? Không còn cách nào khác. Có cách nào khác? 60 độ. 60 độ. Có thể nào chứng minh có cos 60 ra nhiêu? Có 60 sin 30 là 1 phần 2 đúng không? 1 phần 2. 1 phần 2 thì không có gì đặc biệt rồi. Không có gì đặc biệt cả. MF1 nhân MF2 bằng cạnh MF1 nhân cạnh MF2 nhân cho cos 60 là 1 phần 2. Tích vô hướng MF1. Rồi, chỗ này thì thầy sẽ làm cho mấy em coi, thầy sẽ thế vô cho mấy em coi nha. Tích vô hướng của MF1, MF2 thầy sẽ cũng lấy câu A thôi. Mà tích vô hướng của nó thầy sẽ lấy từ đâu? Từ cái này nha, tích vô hướng của nó là đây. Phải không? Phải này không? Nè nè nè, phải này không? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà nó không ra không, tích vô hướng của nó là này nè. Thầy chỉ lấy cái vế trái thôi, lấy tích vô hướng thôi, hồi nãy thầy tính rồi. Được không? Rút gọn rất là dễ đúng không? X bình cộng Y m bình trừ 16. Đây, thầy sẽ lấy cái kiểu như thế này. X m bình cộng y m bình trừ 16, thì làm theo câu A đó nha. Được không? Có hiểu là thầy lấy từ ở câu trên xuống được không? Chấp nhận không? Hay là muốn làm lại? Hả? MF1 nhân MF2 thì này nó dễ. MF1 nhân MF2 rất là dễ nha. Định lý hàm số cosin thì nó không không bằng. MF1 á thì nó sẽ là a trừ cho gì? Định lý hàm số cosin không bằng Kim Dung ơi, nó không không hay bằng a trừ cho c nhân cho x của m chia a. Còn này là x m hai là a cộng cho c nhân x m chia cho a đúng không? Đó, thì hai này lại là hằng thức nữa, nó rất là hay ở chỗ này. Định lý hàm số cosin thì mình phải bình phương tùm lum tà la hết, nó không hay. Làm theo kiểu vẫn là tích vô hướng thì nó hay hơn. X m bình cộng cho y của m bình trừ cho 16 bằng thằng này là 1 phần 2 lần thằng này là a bình đúng không? Hằng thức là a bình trừ cho c bình chia a bình nhân cho x của m bình đúng không? Thằng này bình là a bình, c bình chia a bình, x m bình. Mà c bình bằng gì đây? À, thì mình lại lấy cái ấy ra, a bình b bình, a bình nè, a bình có rồi, c bình có rồi. À, đúng không? C bình có rồi, từ công thức đó đó, c bằng 4, a bằng mấy? A là 5, c là 4, nhớ nhớ câu a không? À, 9 lần x m bình cộng cho 25 lần y m bình đó, có c có a thế vào đây. À, thầy sẽ thế nhanh thử coi. Tương đương x của m bình phương cộng cho y m bình trừ cho 16 bằng 1 phần 2. A bình là 25 trừ cho C bình chia A bình. C bình chia A bình chính là cái gì vậy? C bình chia A bình là E bình đúng không? Là E bình đó, là 16 phần 25 nhân cho X M bình. À, thì lúc này mấy em rút gọn lại được một phương trình theo X M Y M. Sau đó em kết hợp với phương trình gì? 9 lần X bình cộng cho 25 lần Y bình bằng 225. Em vẫn làm y chang câu hồi nãy nha, y chang câu hồi nãy. Ok không? Rồi, giải tương tự như câu hồi nãy và chắc chắn ra 4 điểm. À, nếu mà nghiệm của nó kỳ thì mình ra 2 điểm. À, tùy theo mấy em thôi.
nhớ nha, những cái điều kiện của Bình Phương thì tự giải. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Có ai có ý kiến gì không? Có muốn hỏi gì không? Vậy đúng không? Có muốn hỏi gì không? Học gì? À, bữa sau học toán tiếp. Học cho xong cái phương pháp mặt phẳng tọa độ đi nha. Vấn đề thứ năm là hết rồi, phương trình Hy-Vọng-Bon. Hy-Vọng-Bon là cái bữa thầy có đề cập ở trong vật lý. À, sau cái Hy-Vọng-Bon là hết rồi, còn gì nữa? Đúng không? Chà, Parabon hả? Parabon học rồi, Parabon học rồi muốn học gì nữa? Rất là dễ. Rồi bài ôn tập hết chương 3. Chương 3 có còn chương 4 không? Hình học. Đề thi tốt nghiệp là xong rồi. Còn gì nữa? À, ba đường cung nít là gì? Là Hy-Vọng-Bon, Parabon với elip. Là ba đường cung nít chứ gì nữa? Coi coi phải phải ba đường cung nít là ba 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 cái hình mà thầy nói không? Parabon, Hy-Vọng-Bon với elip nè. Có nghĩa gì ai kia? Hả? Đường chuẩn đúng không? Đường chuẩn của ba đường cung nít đúng không? À, đường chuẩn của đường elip là x gì? Cộng trừ gì? A chia C. Mới học xong một đường rồi. À, thì học mấy kia thì mình nói đường chuẩn của nó sao? Hiểu không? Hiểu không? Gì? A chia C hả? Công thức ta là A chia E mà. X cộng trừ A chia E. Còn còn nếu mà cộng trừ A bình chia C mới đúng. Đúng không? Nếu mà nói với em A chia E, thằng kia là A chia C. Không lẽ E bằng C mà thay thay E bởi C, có hiểu không? A chia E. Nhưng mà mình muốn đưa ra C là A bình chia C, nãy thầy thầy biểu diễn ra cho coi rồi. À, rồi thôi. Nói chung là không có còn gì nữa thì nghỉ, không có ai hỏi gì đúng không? Hả? À, rồi nghỉ.